Kênh Trà Mào Chim Cảnh 24 giờ xin giới thiệu các bạn nay một em trà mào lân chuyên sử dụng để một là đi các bạn đi giàn hoặc là đi cà phê nha. Gốc màu to, yếm đậm. Đấy. Gốc màu to, yếm đậm, máy cánh sàng cầu, vô tư anh em nha. Anh cứ thẩm định qua video. Đi rồi thì bạn em này thì giá cả thì công khai luôn cho các bạn biết. Giá thì trà màu lân này đẹp, chuyên đi rớt rãi thoải mái rồi, có thể là đi giàn hoặc là đi cà phê cho anh em. Giá là 3 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ alo trong thời gian nhanh nhất thì hoặc để lại lời bình luận hoặc điện trực tiếp số điện thoại là 0989130359, alo trực tiếp hoặc là nhắn tin số có Zalo. Và trên kênh có rất nhiều dòng phim khác và phim sản AV cũng có. Bạn nhớ đăng ký kênh và đón nhận những video mới nhất của kênh ra, và cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có nhu cầu đam mê thì đến với kênh Đỗ Văn Đậu Chim Cảnh 24 giờ.